xác định cây lúa là một trong những thế mạnh tiềm năng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế. Cùng với khát vọng trúng mùa được giá của bà con nông dân, công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh hân hạnh mang đến cho bà con nông dân dòng sản phẩm K+. K+ với thành phần chính là kali hữu hiệu, cung cấp kali hữu cơ 52% và lưu huỳnh 18%, giúp tăng mùi thơm đặc trưng, đồng to, bông dài, trổ thoát, chống ngạn bông, cứng cây, đứng lá, xanh lá đồng. K+ giúp cho cây trổ thoát, vô gạo nhanh, to hạt, bóng hạt, chín tới cậy. Nhằm nâng cao năng suất cây lúa, hạt gạo, cây lúa đồng bằng không chỉ để ăn mà còn là nền tảng để phát triển các ngành công nghiệp mới. Sản phẩm K+ cùng với đất mẹ giúp cây lúa hấp thụ những gì tinh túy nhất để lớn lên, trở thành cây lương thực chủ yếu hàng đầu của nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Với tiêu chí chất lượng luôn tiên phong, công ty trách nhiệm hữu hạn phân bón Bảo Minh hân hạnh mang đến những dòng sản phẩm tốt nhất, chất lượng nhất cho quý bà con nông dân. Xin kính chúc quý bà con nông dân trúng mùa được giá. Đăng ký kênh để nhận thông báo video mới sớm nhất. Bảo Minh, chất lượng luôn tiên phong.